chào tất cả quý vị khách hàng. Hiện tại thì Nhân đang đứng ngay cổng chào của thị trấn Thủ Thừa. Thì hôm nay Nhân sẽ quay một cái video tổng quan về cái dự án Thủ Thừa Phú Thanh, và Nhân sẽ quay cho tất cả quý vị khách hàng cùng xem được những cái tiện ích xung quanh của cái dự án của mình có những gì. Nhân sẽ làm một cái video này cho tất cả quý vị khách hàng cùng được xem, và những cái video sau thì Nhân sẽ nói về cái pháp lý của dự án, rồi cái giá cả này kia đó. Thì những video sau, quý vị khách hàng mình hãy nhớ bấm đăng ký để có thể xem được tất cả những video sau nha. Rồi, xin mời tất cả quý vị khách hàng cùng theo Nhân. Rồi bây giờ thì Nhân sẽ chạy vào dự án cho tất cả quý vị khách hàng cùng được xem nha. Trước mặt của mình là cái cổng để đi vào thị trấn Thủ Thừa nha mọi người. Hiện tại thì quy hoạch của nhà nước là cái thị trấn Thủ Thừa của mình là nó gần 300 hectare. Thì hiện tại là công ty đầu tiên là công ty đấu giá được gần 170 nền. Thì công ty sẽ bung ra bán trước, và những cái đợt sau thì khi nào có thông tin thì Nhân sẽ tiếp tục để làm những video giới thiệu với tất cả người khách hàng. Rồi trước mắt của tất cả người khách hàng là dự án nha, Thủ Thừa Phú Thanh. Ở đây đã có một xe đầu tiên xuống đây để mà tham quan dự án, chở khách hàng xuống tham quan dự án. Thì mình nhìn xa xa về phía bên kia là mình thấy là bến xe Thủ Thừa. Còn cái dự án của mình là trước mặt mình luôn nha mọi người. Như bên đây là mình đối diện là trung tâm thương mại Thủ Thừa. Thì trung tâm thương mại Thủ Thừa này xây cũng cách đây vài năm rồi. Như mình thấy thì hiện tại là cái đường của mình, cái lộ giới của mình là nó 20 m, và cái khu này đã được làm cách đây khoảng 10 năm, nhưng mà bây giờ quý vị khách hàng mình thấy là được là cái đường xá nó còn khá là hoàn thiện hoàn chỉnh, cho nên là mình thấy được cái sự là làm bài bản của nhà nước khi quy hoạch cái khu Thủ Thừa. Thì Thủ Thừa này là hiện tại là dự án của mình là nằm ngay trung tâm của huyện Thủ Thừa luôn, cho nên là có rất nhiều tiện ích. Rồi bên tay phải của mình là mọi người thấy Thế Giới Di Động điện máy xanh đang setup. Còn bên tay trái thì có một cái Thế Giới Di Động đã đưa vào hoạt động rồi. Như mình thấy trước mặt bên tay trái cho mọi người, thì kế bên Thế Giới Di Động là có một cái nhà ngân hàng Sacombank. Đó, như mình thấy xe của công ty xuống để tham quan dự án. Thì ở đây Long An của mình thì nó cũng thuộc những cái tỉnh miền Tây rồi, cho nên là cái hệ thống mà sông rạch ở đây cũng rất là nhiều, cho nên là mình nếu mình ở những cái khu này thì nó rất là thoáng mát nha mọi người. Thì bên tay trái của mình là ngân hàng Agribank phát triển nông thôn. Nó cộng bên đây là mình đi tới khu vực này là tới chợ rồi nha mọi người, chợ Thủ Thừa. Thì chợ Thủ Thừa này là nó có hai chợ, một chợ cũ và một chợ mới. Còn trước mắt của mình là có một cái ngã ba, thì có một cái bưu điện Thủ Thừa thì nó nằm ngay chính giữa luôn. Thì mình thấy trước mắt cho mọi người. Đâu cũng được. Đây, và mình vào cái khu vực này là chợ rồi, cho nên là mình thấy khá là đông đúc nè mọi người ơi. Nếu mà mình mua những cái lô đất ở đối diện trung tâm thương mại lúc nãy á, thì chỉ cần mình mua là mình có thể xây dựng liền và về kinh doanh liền nha mọi người. Thì bên đó phân lô thì ngang 4 thì có ngang 4, 13, 4, 14, 4, 15, 4, 16, còn 5 thì 5, 20, 5, 25. Còn đây là mình đi vào chợ luôn nha mọi người.
tức là cái khu của mình lúc nãy đó là cách chợ chỉ khoảng 300m thôi, rất là đông đúc. Còn bên tay trái của mình là một cái con kênh kia bằng kênh Thủ Thừa. Thì đây là phải nói là lần đầu tiên bên chủ đầu tư Cát Cần Group họ bán một cái dự án mà nó có đầy đủ tiện ích như thế này luôn, và nằm ngay trung tâm thương mại luôn. Nó hơi kẹt xe quá cho nên mình quay lại cho mọi người. Cái video sau thì Nhân sẽ làm một cái video để Nhân nói về cái lịch sử của thị trấn Thủ Thừa, để cho tất cả người khách hàng có thể được tìm hiểu nó. Ở trên Sài Gòn Chợ Lớn Gia Đình đó mọi người, thì cái khu đó là phát triển cách đây khoảng 300 năm. Còn cái khu của mình là khu Thủ Thừa thì nó phát triển cách đây cũng hơn 200 năm rồi. Thì video sau thì Nhân sẽ nói về cái lịch sử của nó, tại sao mà Sài Gòn tới hiện bây giờ là đã là một cái nơi là phải nói là rất sầm uất rồi, một cái nơi là giao thương phải nói là bậc nhất của Việt Nam mình, mà tại sao cái khu Thủ Thừa này đến hiện tại bây giờ là nó còn hoang sơ như vậy, và cái tiềm năng phát triển của nó như thế nào, thì video sau Nhân sẽ nói cho mọi người cùng tìm hiểu. Còn bên tay phải của mình là kênh Thủ Thừa. Kênh Thủ Thừa này thì nó tiếp nối giữa sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây, cho nên là tất cả những nhà mà thương gia đó là họ muốn chở đồ đi buôn đi bán đó, thì bắt buộc họ phải đi qua cái con kênh Thủ Thừa này để có thể đi đến sông Vàm Cỏ Tây và Vàm Cỏ Đông. Thì sông Vàm Cỏ Đông của mình là nó sẽ đi thẳng về cái hướng Sài Gòn ngay chân chỗ Bến Nhé nha mọi người. Hai bên bờ kênh thì nhà nước đã làm hai cái bờ kè rất là chắc chắn rồi và rất là đẹp cho mọi người. Bây giờ hiện tại còn đang làm, có những khúc dở dang, còn có những khúc thì đã xong hết rồi. Còn cái bờ kênh này thì bên nhà nước họ sẽ cải tạo lại để họ làm một cái kêu bằng du lịch sông nước. Thì không có một cái nơi nào mà cái sự đầu tư phát triển mà nó bằng cái du lịch hết. Chỉ cần cái nơi nào có du lịch đó thì sẽ thu hút được rất là nhiều du khách đến đây. Thì vì lý do đó thì cho nên là cũng nhiều nhà đầu tư họ đến đây để họ làm những cái tiện ích để cho những cái người dân tại cái bản xứ và những người dân nơi khác họ đến đây để họ có thể sinh sống và vui chơi. Hiện tại thì Nhân đang đi vào đi lại cái khu vực của dự án nha mọi người. Nói như cái kênh của mình thấy là bên nhà nước họ đã làm rồi và họ đang cải tạo lại để làm một cái kênh du lịch về sông nước. Thì nói về cái lịch sử của thị trấn Thủ Thừa thì phải nói là rất là nhiều cái hấp dẫn nha mọi người. Cho nên là quý vị khách hàng nhớ bấm nút đăng ký để có thể xem video sau thì Nhân sẽ nói rõ hơn. Chỉ cần mình nhìn bên tay trái của mình là mình thấy những cái căn nhà khá là cổ kính và nhìn cũng khá là cũ, là mình biết được cái lịch sử lâu đời của nó. Là bên tay trái, đằng sau đích của những căn nhà này là cái kênh lúc nãy nha mọi người, kênh Thủ Thừa. Thì Nhân xin nhấn mạnh lại một lần nữa là bên chủ đầu tư Cát Cần Group, đây là một cái lần đầu tiên mà bán một cái dự án nằm ngay trung tâm thị trấn và đã có tất cả những tiện ích hiện hữu. Còn cái giá của những cái lô đất ở đây thì giá khởi điểm là 512 triệu một lô, và chính thức ngày hôm nay là ngày 4 tháng 12 là công ty cho giữ chỗ nha mọi người.
Bây giờ là mình trở lại gần tới dự án nha mọi người. Như mình thấy bên tay trái mình là trung tâm thương mại Thủ Thừa, còn bên tay phải là dự án của mình đó. Thì khu này thì phải nói là khá là sầm uất rồi. À, nhưng mình chỉ nhân chỉ lại vị trí một lần nha. Đây là cái vị trí đất mình bán. Thì phân lô là khoảng ngang 4 dài 13, 14, 15, 16. Rồi ngang 5 thì ngang 5, 20, 25. Đây đang có một cái hội chợ hàng Việt về nông thôn. Và đang tổ chức ngay trên cái mảnh đất mình. Và đây là cũng hai cái vị đất. Hai vị đất, hai lóc đất là công ty cũng bán luôn. Bên đây nha mọi người. Thì xung quanh là mình thấy nhà cửa rất là nhiều rồi, cực kỳ nhiều rồi. Đây là hội chợ hàng Việt về nông thôn. Giờ chia tay lần cuối. Ở đây là chỉ cần mình nhìn cái tên đường, tức là đường là đa số là đường số, là chỉ có những cái khu dân cư và những cái khu trung tâm thì mới sử dụng đường số đó nha mọi người. Đây là bến xe Thủ Thừa. Rồi một lần nữa mình nhìn lại dự án. Thì bây giờ chỉ cần mình mua những cái lô đất mà xung quanh cái khu này thôi là mình có thể xây dựng ngay được và mình kinh doanh được ngay nha mọi người. Thì cái giá nhân xin nhắc lại là 512 triệu một lô. Và mình có thể, bởi vì là cái khu này là sổ nó đã có rồi, cho nên là bây giờ là công ty đang gộp lại để đứng tên công ty. Thì tách sổ ra thì nó mất khoảng 3 tháng. Tức là bây giờ nếu như mình mua thì mình có thể công ty là cho trả góp là 6 tháng. Tức là công ty cho góp 6 tháng, mình trả trước 50. Còn nếu như quý vị khách hàng mình trả luôn 95% á, thì công ty sẽ chiết khấu cho mình là 5% trên tổng giá trị của lô đất. Đây cũng là một sự ưu đãi của công ty. Lần đầu tiên công ty áp dụng vào cái dự án khu đô thị Thủ Thừa Phú Thanh. Thì lúc trước thì đa số là công ty chiết khấu vàng. Thì chiết khấu vàng thì mình tính ra thì nó cũng không nhiều lắm. Cho nên bây giờ là công ty áp dụng là chiết khấu tổng luôn là 5% tổng giá trị một lô đất. Mình nói là 5% đâu mọi người, nhưng mà cái giá trị của nó rất là cao. Ví dụ như mình mua một cái lô 1 tỷ thì bây giờ công ty cũng chiết khấu cho mình tới 50 triệu rồi chứ không ít. Như cái đường xá thì khỏi bàn tới là nãy giờ là Nhân quay cho tất cả người khách hàng cũng được xem đó. Còn bên trái mình thấy có những cái căn biệt thự khá là lớn nha. Còn đường xá thì hoàn thiện hết rồi, như Nhân nói lúc nãy là khu này đã 10 năm rồi đó. Nhưng mà đường xá còn rất là đẹp. Còn đây trước mắt của mình là hai cái công viên. Thì cái tên gọi của nó là công viên Thủ Thừa. Hiện tại là có hai cái công viên nằm song song luôn. Buổi chiều thì mấy bạn học sinh ở đây vui chơi rất là nhiều nha mọi người. Còn bên đây là trường học cấp 1, trường học Thủ Thừa. Còn bên đây mọi người thấy là do xe tải chạy lớn quá chạy thì cái đường nó hơi xấu đó. Nhưng mà sau này nhà nước họ cũng sẽ làm lại thôi. Đó, một cái trường học rất là lớn nha mọi người. Trường tiểu học thị trấn Thủ Thừa. Đang gần hình thành rồi. Ở đây tiếp tục là một cái công viên nữa, nhưng mà hai cái công viên song song với nhau. Rồi, và trước mắt của tất cả quý khách hàng mình nhìn bên trái là công ty cũng bán ở bên đây. Một cái lốc bên đây là công ty phân lô với cái diện tích là ngang 5m và 25m cho mọi người. Đường xá nó cũng hoàn thiện hết rồi, chỉ cần quý vị khách hàng mình mua
trong vòng 3 tháng sau mình sẽ về xây dựng và có sổ luôn, không phải chần chừ như những cái khác nữa. Và đây một lóc ở đây nữa, nuôi diện tích 1.500 m và 25 m một lô. Còn bên đây là một cái quỹ đất, sau này là nhà nước họ sẽ tiếp tục làm một cái công viên. Bây giờ hiện tại là đang đất lúa nha mọi người. Còn trước mặt của quý vị khách hàng là mình rẽ tay phải là mình sẽ chạy ra quốc lộ 1A đó. Và Nhân cũng xin nói lại là cái dự án của mình là hiện tại nằm ở một vị trí trung tâm của thị trấn Thủ Thừa. Thì tất cả những cái tiện ích đã có hết rồi nha mọi người. Cho nên về đây là chỉ cần mình mua đất là mình có thể xây dựng và mình kinh doanh liền luôn. Chứ mình khỏi cần phải chờ đợi. Thứ nhất là chờ đợi những cái tiện ích mọc lên. Thứ hai là mình phải chờ đợi hạ tầng. Thứ ba là phải chờ đợi pháp lý. Và hiện tại cái dự án này là ba cái yếu tố đó là hội đủ tất cả ba cái yếu tố mà cho những cái khách hàng mà muốn mua ở cũng được và muốn mua để mà đầu tư. Tương lai cũng rất là tốt. Ở đây mình làm một cái trường học đó nha mọi người. Trường trung học cơ sở thị trấn Thủ Thừa. Còn bên đây là trường trung học phổ thông Thủ Thừa. Rất là gói gọn trong một cái trung tâm hành chính thôi này, nó có đầy đủ tất cả tiện ích đó. Bên đây là tỉnh xá Đồng Tân. Ở đây là Ủy ban Nhân dân huyện Thủ Thừa. Ủy ban Nhân dân huyện Thủ Thừa nha mọi người. Thì trong vòng bán kính 1 km vuông thôi là đầy đủ tiện ích hết rồi. Còn trước mắt của mình là bệnh viện Thủ Thừa. Còn bên trước mắt mình luôn là chi cục thuế huyện Thủ Thừa. Ở đây là kho bạc nhà nước Thủ Thừa. Đây là tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa. Mình có đầy đủ tiện ích. Và đây một cái bệnh viện rất là lớn, bệnh viện đa khoa Thủ Thừa. Còn đây là trung tâm văn hóa thể thao. Không thiếu bất cứ một cái gì hết nha mọi người. Của ai to quá đây, cái ông lớn quá. Có thêm một cái trường tiểu học thị trấn Thủ Thừa nha mọi người. Rồi thì nãy giờ thì Nhân đã quay cho tất cả quý khách hàng những cái tiện ích xung quanh của dự án của mình rồi. Thì hầu như là đầy đủ 100% những tiện ích đã có hết. Thì video sau thì Nhân sẽ nói về cái sơ đồ và cái vị trí của mình. Và những video sau thì Nhân sẽ làm một cái video để Nhân nói về cái lịch sử
phát triển của huyện Thủ Thừa, bây giờ hiện tại là thị trấn Thủ Thừa. Rồi Nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau.